Thủ thành Bùi Tiến Dũng, cảm giác đứng trên sân khấu rất khủng khiếp. Lần đầu tiên thủ môn Bùi Tiến Dũng đã có những chia sẻ xoay quanh trải nghiệm làm vai đét gây xôn xao những ngày qua và đã bật khóc khi nhắc đến điều này. Mới đây, Bùi Tiến Dũng đã có xuất hiện trong một chương trình giao lưu trực tuyến. Đây cũng là lần đầu tiên nam thủ môn xuất hiện sau màn trình diễn thời trang nhận nhiều chỉ trích. Hot Boy U23 cho biết anh nhận lời trình diễn không phải vì tiền, bởi số tiền nhận được chỉ bằng một nửa so với những sự kiện trước đó. Tôi rất thích trải nghiệm khi được làm người mẫu trình diễn thời trang và tất nhiên khi nhận được lời mời và trong thời gian rảnh rỗi thì tôi sẽ nhận lời tham dự. Nhưng thú thật, cảm giác đứng trên sân khấu rất khủng khiếp. Ở trên sân bóng khán giả sẽ đông hơn, nhưng trên sân khấu thì tôi chưa quen cảm giác ấy. Thật sự rất đáng sợ, Bùi Tiến Dũng thẳng thắn chia sẻ. Lần đầu tiên xuất hiện với vị trí vedette, Bùi Tiến Dũng đã nhận phải nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận, thậm chí xuất hiện những bình luận khó nghe. Nói về điều này, nam thủ môn đã bật khóc. Nếu họ nhận xét thì bình thường không có vấn đề gì cả, nhưng tôi chỉ mong mọi người, nếu nói thì hãy nói thẳng đến mình, đừng xúc phạm đến người thân yêu của tôi. Gia đình là những người tôi yêu thương nhất, những sự kiện tham gia phải có sự đồng ý của tôi và tôi thích thì mới làm, còn những chuyện gì có liên quan đến tôi trên mạng xã hội. Bố mẹ không dùng Internet, nhưng tôi đều hay gọi điện về để bố mẹ khỏi lo lắng. Tôi luôn tự nhủ mình sẽ không làm chuyện gì đó để bố mẹ buồn tủi. Bùi Tiến Dũng cũng khẳng định việc tham gia trình diễn đã được câu lạc bộ cho phép và bản thân đang trong thời gian rảnh rỗi nên mới nhận lời tham gia.